biến chủng SARS-CoV-2 chứa đột biến chưa từng được ghi nhận. Giới chuyên gia đã phát hiện biến chủng mới của SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại một số nước khu vực châu Âu. Chủng mới này làm dấy lên nỗi lo lắng bởi những thay đổi ở protein S của nó chưa từng được ghi nhận. Theo tờ báo của Pháp cho biết, mới đây, các chuyên gia Pháp phát hiện biến chủng SARS-CoV-2 mới có tên khoa học là B1X hay B1640. Qua quá trình giải trình tự gen, các chuyên gia chưa thể để tên chính xác để gọi tên chủng này. Tháng 10 vừa qua, biến chủng này đã lây nhiễm cho 24 trường hợp trong một trường học gồm 18 trẻ em và 6 người lớn ở vùng Brittany, Pháp, khiến ngôi trường này phải đóng cửa. Sau khi phong tỏa và xét nghiệm khoảng 500 người liên quan, giới chức y tế không phát hiện thêm ca lây nhiễm mới của biến chủng B1640. Tình hình dịch tại trường học đã được kiểm soát từ ngày 26 tháng 10. Tuy nhiên, cơ quan y tế công cộng Pháp cho biết biến chủng B1640 vẫn đang được theo dõi chặt chẽ. Sau khi xác định chuỗi lây nhiễm tại trường học Brittany, giới chức y tế vẫn cho rằng các bệnh nhân nhiễm biến chủng Delta. Tuy nhiên, khi 4 mẫu bệnh này được gửi tới phòng thí nghiệm, nhóm chuyên gia phát hiện giải trình tự gen mà họ có được hoàn toàn khác. Kết quả giải trình tự gen cho thấy B1640 không có 3 đột biến tiêu biểu của chủng Delta là E484K, E484Q và L452R. Ngược lại, giải trình tự gen của chúng cho ra những đột biến mới mà họ vẫn chưa gọi tên chính xác. Những dữ liệu ít ỏi mà nhóm chuyên gia tại Pháp biết được lúc này là các đột biến nằm ở protein cho phép virus mở khóa tế bào để xâm nhập vào cơ thể. Ngoài Pháp, nhiều quốc gia khác như Anh, Thụy Sĩ, Scotland và Italy cũng đã xuất hiện những ca nhiễm biến chủng B1640. Song, tỷ lệ mắc biến chủng mới của tại quốc gia này vẫn còn khá thấp. Theo dân trí, giáo sư Cohen, Đại học Bayan, Pháp cho biết B1640 chứa một số đột biến chưa từng được ghi nhận trước đó. Điều đáng chú ý là gai protein cho phép virus bám vào tế bào người và lây nhiễm đã bị loại một số thành phần so với chủng gốc. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được liệu thay đổi này có khiến virus tăng hay giảm khả năng lây lan hay không. Qua truy vết, giới khoa học phát hiện biến chủng B1640 được cho là có nguồn gốc từ châu Phi. Một lần nữa, biến chủng này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng biến đổi của virus khi thế giới vẫn còn mất cân bằng nguồn cung vaccine. Tính đến cuối tháng 10, nhiều quốc gia trên thế giới đã phủ vaccine phần lớn dân số, nhưng tại khu vực châu Phi, chỉ khoảng 6% dân số được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Việc cung cấp vaccine cho các nước châu Phi hiện vẫn gặp nhiều trở ngại, trong đó chủ yếu là lý do hậu cần do hạ tầng y tế ở đây còn yếu kém. Nếu một cộng đồng nào trên thế giới còn chưa tiếp cận với vaccine, thì virus sẽ vẫn còn tiếp tục biến đổi, tạo ra nhiều biến chủng hơn, giáo sĩ Cohen cho hay. Từ ngày 11 tháng 11, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu, ECDC, cũng thêm B1640 vào danh sách các biến chủng đang theo dõi. Khi dịch bệnh tiếp tục lây lan, virus càng có nhiều cơ hội để biến đổi. Delta có thể không phải là biến thể cuối cùng. Trong quá trình nhân lên của virus, sẽ có thể xuất hiện đột biến trong cấu trúc di truyền, khi những đột biến này đa phần không có ý nghĩa khi không làm thay đổi mã di truyền của virus. Tuy nhiên, chỉ cần ít nhất một mã di truyền thay đổi đã đủ tiêu chuẩn thành biến thể. Theo chia sẻ từ các chuyên gia, không phải tất cả các biến thể đều trở nên nguy hiểm hơn so với bản thể gốc ban đầu. Theo đó, bên cạnh các biến thể đáng quan ngại, theo hệ thống phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới là Alpha, Beta, Gamma và Delta thì cũng ghi nhận nhiều biến thể làm cho virus lây lan khó hơn hay thậm chí là chết yểu do không thoát nổi khỏi tế bào chủ được. Bên cạnh các biến thể đáng quan ngại, các biến thể cần quan tâm cũng đã được ghi nhận các trường hợp biến thể như Eta, Lota, Kappa và Lambda. Theo chia sẻ từ giáo sư Nick Lohmann tại Đại học Birmingham, Anh, virus SARS-CoV-2 đã có sự tiến hóa đáng kinh ngạc với khả năng xâm nhập vào tế bào người và thích ứng trên các vật chủ. Tổ chức Y tế Thế giới từng đánh giá biến chủng Delta là một biến thể mới, đặc biệt nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh chóng. Không chỉ vậy, biến chủng này còn gia tăng gấp đôi nguy cơ nhập viện của bệnh nhân COVID-19 so với các biến chủng khác. Kết luận này được các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Scotland rút ra từ nghiên cứu mới nhất của mình. Giám đốc chương trình khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới
Mike Ryan cảnh báo, biến thể Delta có khả năng gây tử vong cao hơn khả năng lây truyền nhanh hơn giữa người với người và cuối cùng nó sẽ tìm tới những người dễ bị tổn thương, khiến họ phải nhập viện trong tình trạng biến chứng nặng và có khả năng tử vong. Một phần nguyên nhân của việc gia tăng tỷ lệ biến chứng nguy hiểm khi mắc biến chủng Delta nằm ở các biểu hiện lâm sàng không đặc trưng hoặc không có triệu chứng khi nhiễm virus. Người mắc bệnh rất dễ bị hiểu nhầm rằng bản thân mắc bệnh cảm lạnh thông thường. Do đó, người dân nên đề cao cảnh giác, thực hiện tốt các chỉ đạo phòng dịch của nhà nước, chủ động sàng lọc yếu tố dịch tễ của bản thân và theo dõi sát sao các triệu chứng bất thường nghi nhiễm COVID-19. Hiện tại, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 là biến thể chủ đạo gây ra phần lớn các ca bệnh COVID-19 trên toàn thế giới trong vài tháng tới. Thế nhưng, khi virus lây lan càng nhiều thì sẽ càng biến đổi và Delta có thể không phải là biến thể cuối cùng cũng như hoàn toàn có thể xuất hiện một biến chủng mới trong tương lai, chứ không chỉ dừng lại ở COVID-19. Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuân thủ biện pháp 5K để bước vào cuộc sống bình thường mới trước đại dịch. Việt Nam sẽ phải tiếp tục chống dịch COVID-19 trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh. Tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với nội dung chính như sau. Khẩu trang: đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, mặt ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách: giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế: thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC COVID. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn đi khám bệnh để bảo đảm an toàn cho người bệnh. Người dân cần cảnh giác nhưng không hoang mang, chủ động theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế. Mỗi người cùng nhau tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và trung thực trong khai báo y tế. Vì một Việt Nam an toàn trước đại dịch.